Các bạn, rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Hướng Nghiệp của mình. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một chủ đề mới tiếp theo, đó là thông báo tuyển sinh du học tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, du học tại Cộng hòa Liên bang Đức với các ngành nghề của chúng tôi như sau, đó là điều dưỡng, nghề bán hàng, nghề cơ khí và nghề điện tử. Để biết thêm chi tiết, các bạn cần liên hệ đến 0976 527 827 để được tư vấn miễn phí và nhiều nội dung bổ ích khác. Thông báo tuyển sinh du học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Về nội dung chính của học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức: thứ nhất là đối tượng tuyển sinh, thứ hai là ưu điểm của chương trình, thứ ba là về vấn đề hồ sơ. Thứ nhất, du học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Về đối tượng tuyển sinh: thứ nhất, nam nữ tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ tiếng Đức B1, nếu chưa đạt sẽ được đào tạo. Vấn đề thứ hai, đó là ưu điểm của chương trình du học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức: được miễn phí 100% trong suốt thời gian 3 năm học nghề, được thực tập tại các bệnh viện dưỡng lão, bệnh viện và được trợ cấp tối thiểu từ 950 euro đến 1.300 euro trên một tháng, được đóng bảo hiểm trong suốt 3 năm học tập đào tạo nghề ở tại Cộng hòa Liên bang Đức, có cơ hội đi làm thêm 40 giờ trên một tháng với mức thu nhập tối thiểu là 9,19 euro trên một giờ, tương đương với 18 đến 20 triệu đồng trên một tháng. Sau khi học xong, được ở lại Đức làm việc lâu dài với mức lương từ 2.200 đến 3.000 euro trên một tháng, tương đương với 58 triệu đến 80 triệu đồng trên một tháng. Và sau 2 năm làm việc liên tục, có quyền cư trú dài hạn tại Đức. Một chương trình khá hấp dẫn không các bạn? Vấn đề thứ ba, đó là về hồ sơ. Hồ sơ để học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức gồm có hộ chiếu, 10 ảnh xin check, bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 3, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, các giấy tờ khác theo yêu cầu của Đại sứ quán của Đức. Du học nghề điều dưỡng tại Đức là một ngành nghề khá hấp dẫn đối với đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có cơ hội ra nước ngoài học. Các bạn lưu ý. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của chúng tôi về vấn đề tuyển sinh học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, đây là chúng tôi đã trình bày xong về vấn đề du học nghề điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn quan tâm hãy liên hệ đến chúng tôi qua điện thoại 0976 527 827 hoặc là Zalo tương tự, hoặc là vuongtqg1977@gmail.com để được tư vấn một cách cụ thể. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.